Những người mới bắt đầu con chăn nuôi con trồn mốc thì chúng ta không nên quá vội vàng chọn mua con giống với số lượng lớn như là 20 đến 30 cặp. Trồn mốc hay còn gọi là cầy vòi mốc, đây là loại động vật ăn tạp, đặc biệt là trái cây, và là một trong những loài động vật hoang dã mang lại kinh tế cao, đã và đang được nuôi bởi chị Vinh, một người sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nghệ An. Sau đây, chị sẽ chia sẻ những ưu nhược điểm của con vật còn mới mẻ này với bà con. Xin chào bà con, tôi tên là Vinh, tôi đến từ huyện Thanh Hoa, Hà Nội. Hiện nay tôi đang nuôi thành công mô hình con trồn mốc. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với bà con cái mô hình chăn nuôi con trồn mốc của nhà tôi. Tôi là một người con sinh ra và lớn lên ở vùng quê Nghệ An và lấy chồng ở ngoài miền Bắc này đã được gần 10 năm. Sau quá trình tìm hiểu thì tôi được biết con trồn mốc là một loài động vật dễ nuôi, dễ chăm sóc. Công việc chăn nuôi không quá vất vả mà lại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chúng ta không cần phải chăn thả ngoài đồng giống như các loài động vật nuôi thông thường như là trâu, bò, dê, hay chúng ta không có những, đối với con trồn mốc này thì không có những dịch bệnh lây lan theo đàn giống như dịch tai xanh ở lợn hay là dịch cúm H5N1 đối với gia cầm, gà, vịt. Thế nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với bà con kinh nghiệm của tôi về việc chăm sóc và chăn nuôi con trồn mốc này đến tất cả bà con quê hương Nghệ An của tôi cũng như là tất cả bà con cả nước. Như bà con đã được biết, hiện nay con trồn mốc là một trong số những loài động vật hoang dã được cấp phép chăn nuôi và nó mang lại hiệu quả kinh tế cao, có những ưu điểm vượt trội như là sau. Giá thương phẩm trên thị trường hiện nay của trồn mốc lên đến 2.800.000 đồng 1 kg. Nó phục vụ cho rất là nhiều ngành cung cấp thực phẩm cũng như là về hàng thời trang may mặc và một số các hàng sản xuất dược liệu, mỹ phẩm. Một ưu điểm nữa của con trồn mốc là một loài động vật dễ nuôi, dễ chăm sóc và chúng ta không cần quá tốn nhiều thời gian đối với việc chăm sóc. Thì con trồn mốc này là một loại động vật ăn tạp, nó ưa thích những loài quả ngọt. Buổi sáng chúng tôi thường cho nó ăn quả chuối, còn buổi tối thì là chúng tôi sẽ cho ăn một bữa cháo bổ sung thêm đầu cổ gà, phổi heo, và chúng tôi cũng có bổ sung thêm những bữa ăn có cung cấp canxi cho con trồn mốc 2 lần một tuần, ví dụ như là cua đồng hay là cá chê, cá rô. Và việc chăm sóc thì không quá cầu kỳ và cũng không quá tốn nhiều thời gian như những là con vật nuôi thông thường. Một ưu điểm nữa của con trồn mốc đó là trọng lượng của nó rất là lớn. Có những con trồn mốc là có trọng lượng trên 10 kg mà giá thương phẩm lại ngang bằng với giá con trồn hương trên thị trường hiện nay. Cho nên thì đây là một loại động vật mang lại lợi nhuận kinh tế rất là cao cho bà con. Sau đây tôi xin giới thiệu với bà con cái mô hình chuồng trại nuôi con trồn mốc của nhà tôi. Thì đối với con trồn mốc thì chúng ta không cần quá cầu kỳ trong việc xây dựng chuồng trại. Chỉ cần bà con đảm bảo là chúng ta có chuồng trại ấm mát về mùa đông và thoáng mát về mùa hè. Đối với mùa hè ở miền Bắc thì nó khá là nóng, thì chúng tôi có lắp đặt thêm cái hệ thống quạt gió và hệ thống mát mái, phun sương mát mái ở bên trên. Còn mùa đông thì chúng tôi sẽ quây kín lại để tránh ảnh hưởng nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến sức khỏe của con trồn mốc. Và cái mô hình chuồng của con trồn mốc thì được chia làm nhiều ô, nhiều ngăn, và mỗi ô thì có cái chiều ngang là tối thiểu là trên 1 mét và bề sâu là 1 mét, chiều cao cũng là 1 mét, được quây sắt. Và cái sàn chuồng thì chúng tôi để cách mặt đất là 70 đến 80 phân, để hạn chế, thứ nhất là hạn chế việc con trồn mốc tiếp xúc với cái phân của nó, thì để tránh đến mức tối thiểu nhất cái mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của con trồn mốc. Cái nữa là để cho việc dọn dẹp vệ sinh chuồng trại được dễ dàng hơn. Một điều bà con cần lưu ý trong việc xây dựng ô chuồng của đối với con trồn mốc là cái vách ngăn thì mình nên chọn những chất liệu nào đấy nó chắc chắn và nó không tạo ra tiếng động giữa các ô chuồng này và ô chuồng khác. Và thứ hai là mình không làm các vách ngăn bằng lưới để cho hạn chế việc con trồn mốc thò chân hay thò đuôi từ chuồng này sang chuồng khác, tránh cắn lẫn nhau và ảnh hưởng đến quá trình sinh sản và phát triển của con trồn mốc. Đối với việc xây dựng chuồng trại thì bà con không
không nhất thiết là phải đầu tư quá nhiều kinh phí vào việc xây dựng chuồng trại, chỉ cần xây dựng một cách hợp lý, đơn giản, hợp lý đối với việc chăn nuôi, và chúng ta để kinh phí tập trung vào chọn chất lượng con giống, chọn con giống thật là tốt để bắt đầu việc khởi đầu chăn nuôi được hiệu quả và tốt nhất. Một lưu ý nữa đối với bà con mới bắt đầu chăn nuôi là về vấn đề chọn giống, thì bà con nên lưu ý chọn những con giống khỏe, đẹp, lông mượt, dáng dài, mắt tinh nhanh, bộ phận sinh dục phát triển đều. Và cái việc chọn giống thì bà con cũng không nên quá vội vàng trong việc chọn giống, để chọn mua với số lượng quá nhiều như là 20 đến 30 cặp, mà chúng ta chỉ nên bắt đầu với một số lượng vừa đủ để tránh việc không thể kiểm soát được cái đàn giống của mình ở thời gian đầu về việc chăm sóc cũng như là kỹ thuật chăn nuôi. Đây là một loại động vật hoang dã có giá trị thương phẩm cũng như giá con giống cao hơn những loại động vật phổ thông khác như con gà, con vịt, mà cũng là loại động vật mới mẻ so với nhiều bà con. Vậy nên bắt đầu chăn nuôi con này như thế nào và số lượng bao nhiêu là hợp lý? Hôm nay chị Vinh, chủ trại chuồn mốc, sẽ chia sẻ với bà con. Theo kinh nghiệm của tôi thì đối với những người mới bắt đầu con chăn nuôi con chuồn mốc thì chúng ta không nên quá vội vàng chọn mua con giống với số lượng lớn như là 20 đến 30 cặp, để tránh việc không kiểm soát được cái sức khỏe của con chuồn mốc, cái tập tính sinh sống và cái cách chăm sóc để ảnh hưởng đến quá trình chăn nuôi của chúng ta. Mà bà con hãy tập trung chọn con giống thật là tốt và chọn mua với số lượng phù hợp để đảm bảo sức khỏe con giống tốt nhất và tránh hao hụt về kinh tuế cũng như là con giống trong quá trình chăn nuôi. Thưa bà con, đối với những bà con mới bắt đầu tìm hiểu con chuồn mốc thì cái vấn đề đầu ra luôn là một câu hỏi lớn, và trang trại tôi có hợp đồng bao tiêu lên đến 5 năm cho bà con. Sau khi kết thúc 5 năm, bà con có thể gia hạn hợp đồng từ 5 năm đến 10 năm tùy bà con. Sau khi bà con bắt con giống từ trại tôi về nuôi thì chúng tôi cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho bà con trong quá trình chăm sóc đến khi nào bà con không cần chúng tôi nữa. Về chính sách bảo hành thì trại tôi sẽ một đổi một đối với con giống không giao phối được hoặc là con cái không đẻ được, và nhiều chính sách bảo hành khác để bà con yên tâm chăn nuôi. Mong muốn của tôi là được chia sẻ rộng rãi cái mô hình chăn nuôi con chuồn mốc với rất nhiều ưu điểm đến tất cả bà con trong cả nước được biết đến. Và tôi rất vui nếu được đón tiếp bà con đến tham quan ở trang trại tôi, và nếu cần bất cứ thông tin liên hệ gì hoặc hỗ trợ gì, bà con có thể liên hệ theo tôi cho tôi qua số điện thoại trên màn hình. Và xin cảm ơn bà con. Xin chào bà con. Thank you.